develop. Mình chào các bạn, mình sẽ làm bánh cookie. Mình hướng dẫn các bạn làm bánh cookie nhé. Đây là bột mì, đây là bột ngô, đây là bơ, đây là thịt, đây là đường. Đây là kẹo màu xanh để yêu thích chất là màu xanh. 120g bơ, 100g đường. Đây là máy đánh trứng mình không sử dụng được cả người canh chịu bố mẹ. Đây, đây. Rồi. Con này đánh mạnh đợi sẽ bị giờ răng này vào ngoài giống bắt miếng. Mình đánh người thắng hiến này nè, thì nó hấp dẫn nên nó thơm ngon. Đây là trứng gà, mình sẽ cho hai quả vào đây. Đã xúc nha. Vâng. Một quả ha. Mạnh lên. Oh no. Chúng mình sẽ xem là chia bao nhiêu nhỉ? Mình sẽ khuấy đều lên nhé. Các bạn luôn được dùng kéo ở nhiều người lớn. Đây là 20g bột ngô. Cần bột mì nhá. Nào. Bây giờ mình sẽ đổ bột mì vào. Trời mưa lắm các bạn nha. Cho bột và bơ để quấy đều. Các bạn đều quấy đều nhé, không người sẽ bị rơi ra ngoài. Mình sẽ cho bột mì 5 phút nhé. 5 minutes later. Mình sẽ làm gì đây? Bây giờ mình sẽ tạo hình cho bánh cookie nhá. Nè. Rồi, xong rồi. Bây giờ nhá. Để mình ấn cho nó bẹt ra nhá. Từ từ bị dễ, mình dễ mình để mình để. Rồi. Bây giờ mình dễ từ từ. Rồi. Mình đang ngăn cho mỏng ra bình nước. Một, hai, ba, bốn, năm. Đẹp quá. Để cho mang bánh đi nướng nhé.
chín rồi nhỉ. Ôi thùng quá. Một, hai, ba, bốn, năm, năm. No.